Ê, Sáu Lợi xin ca một bài Đài Hoa Văn Bác 1-2. Có bác có cái cách mạng tháng 8 và 2 tháng 9, đúng không? Bữa nay kỷ niệm mà cách mạng tháng 8 hạn chế thì có bác phải của mình, đúng không? Nào muốn ngầu đó là phải có bác mới được chứ. Bác xin bác Sáu á, bác Sáu Lợi á. Trên mảnh đất mạnh lòng cao trường, chúng con đi với Sài Gòn bay, nhớ rừng Trường Sơn mấy lượt trăm dây, nghe chân nhân cũ lòng xòe thấy tung tung sông vô khúc hải hoàng ca gần xa tổ nhà dòng nhục quê cài qua trăm sắc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên vàng. Con xin lộn mảnh đất Kim Liên tên Nghệ Nam Đàn, ôi hương đứng mấy ngọn sông đại dương năm xưa, tầng liên tiếng bát già dưới chiên cạnh hồng gửi âm bát giữa mùa đông năm năm ấy hàng bát bóng bát về đau cờ dậy tộc Việt Nam.